cái đứa nào mà nó không thông minh mình á, là mình nói thôi em đi về làm là chủ đi, em không không là không được được đâu. Ok các bạn, bỏ về sao nó không thông minh làm sao đi làm không được, các bạn có đáp gì ra không, nó đâu có đảm đương được cái vị lý chuyên môn của bạn đâu các bạn. Các bạn mình thấy mà cái đứa nào mà nó không có thông minh, nó không có nhạy bén mà nói thôi em về em làm chủ đi, đừng có dắt vào sân đâu. Còn mình thấy đứa nào thông minh là mình tùy hiểu liền, ô ok bạn, vì đứa đó nó sẽ làm lợi cho mình rất là nhiều. Ai lớn ai mới lên các bạn, cái thú thú vị không? Nhanh ra đây, nhanh ra đây, bỏ ba người anh, đây quá thú vị. Ok, tuy nhiên người làm chủ họ phải có một cái vô cùng đặc biệt à, người làm công phải giỏi về năng lực chuyên môn, còn người làm chủ là người giỏi về năng lực kinh doanh. Ở đây mình đang phân biệt hai dạng dạng người cho các bạn đấy. Người làm công là phải hiểu sâu, còn người làm chủ là hiểu rộng. Các bạn có phải hiện ra điều này không ạ? Người làm chủ là hiểu rộng. Bây giờ mình hỏi nè, vậy khi ổng làm việc với cái toán đòi hỏi ổng có hiểu về cái toán không? Làm việc với nhân viên có cái toán đòi hỏi ổng có hiểu về cái toán không? Có, nhưng ổng có cần hiểu sâu như đứa cái toán có không? Không cần. Các bạn có thể hiểu ra ông chủ ổng cũng ngồi học kế toán, con bé nhân viên nó cũng ngồi học kế toán, hai người học khác nhau không? Bởi vì con bé này nó học về để nó đi làm kế toán, còn ông này học về để vậy để quản lý, nên ông không cần phải ngồi định khoản, ông không cần phải làm những cái bài tập tiêu tiết. Các bạn có thể hiểu ra được không? Ông chỉ hiểu khá vậy, khái quát của vấn đề là xong rồi. Các bạn có phát hiện ra điều không? Để nói cùng với ngôn ngữ ông chủ ổng có, ông cái công ty sản xuất ra ghế, ông chủ có nhất thiết phải hiểu về cái kỹ thuật này đến từ tận như thằng nhân viên kỹ thuật không? Không cần, ổng chỉ hiểu khái quát để ổng vậy ổng trao đổi công việc cho nó dễ thôi. Các bạn có hình dung ra điều không? Các bạn có hình dung ra điều không? Người làm kinh doanh là phải hiểu rộng, còn người làm chuyên môn là hiểu sâu. Thì hiểu sâu ra hiểu hẹp, phải không thấy đâu cái từ sâu cái từ hẹp nó còn nghĩa nữa. Các bạn có hình dung ra được không? Ô các bạn, nghĩa là người chủ họ luôn nắm bắt mọi vấn đề trong công ty diễn ra. Các bạn đúng không? Không những trong công ty mà họ còn nắm bắt kiến thức ở bên ngoài. Con bé cái toán này nó chỉ ngồi nó làm cái toán công trong công ty đâu, nó quan tâm gì đến đối thủ cạnh tranh? Các bạn đúng ra rồi, nó quan tâm gì mẫu mã mới ra đòn là gì, nó đâu có cần biết mà nó cũng chả biết nó làm gì. Các bạn không? Nhưng ông chủ thì ổng luôn vậy. Đúng rồi, ông chủ có cần làm việc với cơ quan chuẩn bị không? Có. Ổng có cần có kỹ năng làm việc với nhau đi không? Có. Ổng có cần kỹ năng làm việc với các đối tác không? Có. Ổng có cần kỹ năng làm việc với đối thủ của mình không? Có. Ổng cần kỹ năng làm việc với khách hàng không? Có. Còn cái đó nó cần như những cái kỹ năng đó. Vậy người làm chủ là phải hiểu rộng, người làm công là hiểu sâu. Hai năng lực nó khác nhau không? Có khác nhau không? Vậy bây giờ mình, các bạn có một phút trao đổi với người bên cạnh, vậy các bạn đã hiểu rộng chưa? Hai các bạn chỉ có hiểu cái, chúng ta có một phút chia sẻ